Dùng dùng gần ở đây người ta không có nước hay sao anh? Muốn không? Gần ở đây chỉ có cái giếng này có nước, mấy chỗ khác không có nước hả? Không có. Không có. Có nước mấy cây mà. Nay lắm rồi anh. Và cứ độ tháng 3, tháng 4 là người ta sẽ đào lên. À. Lấy cái mạch nước này. Còn những cái tháng bình thường á, tháng 6, tháng 7 á là người ta làm lúa đúng không anh? Đúng mà. Lắp lại để làm ruộng. Ồ. Rồi đến cái tháng này bắt đầu Môi lên thì lấy nước như vậy. Và đây là cái giếng nước mà sau khi người dân họ lấy khoảng 4 đến 5 ca nước trở về phun sóc thì một điều kỳ lạ là nước ở trong cái này nó đang dâng lên này cô bác anh chị. Mình để ý thử mình sẽ thấy nha. Đây nước nó đang dâng lên nha. Đó, thấy không? Cô bác anh chị có thấy được nước nó dao động không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Ô Thum, huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang. Và như cô bác quý anh chị biết là khi về đến vùng đất An Giang thì chúng ta sẽ thấy được hình ảnh khá là đẹp, đó là những cây thốt nốt. Có những cây thốt nốt tình yêu và có cả những cây thốt nốt cô đơn. Và kế bên Bùi Hồ đây là một cây thốt nốt cô đơn. Nói thật với cô bác quý anh chị, cây thốt nốt này nó có tuổi đời khoảng hơn 100 năm tuổi. Có những cây thốt nốt tồn tại đến khoảng 300 năm là một chuyện bình thường. Điều đặc biệt cái sự sống của cây thốt nốt này ở cô bác quý anh chị, sống ở những cái vùng đất rất là khô cằn luôn, nhưng mà nước của cây thốt nốt này rất là ngọt. Và cô bác quý anh chị biết không, xã Ba Chúc của huyện Chi Tôn tỉnh An Giang xảy ra một cái nạn diệt chủng do Khmer Đỏ tràn sang Việt Nam và giết những người dân. Và hiện nay cái đó vẫn là một cái hồi ức đau thương của người dân ở Ba Chúc nha cô bác quý anh chị. Và hiện nay ngay tại xã Ba Chúc, huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang á, có cả luôn một cái nhà tưởng niệm và những cái nơi mà trưng bày của những cái sò đầu người và nạn diệt chủng Pol Pot còn để lại đó. Đó là một phần đau thương mà khi mà nhắc đến cái nạn diệt chủng năm xưa á, ai cũng gùng gợn cả. Và ngày hôm nay đến đây để chia sẻ hình ảnh vào một buổi chiều như thế này. Vì sao Bùi Hồ lại nhắc lại những cái câu chuyện mà nó mang tính nó lịch sử như vậy á, là rất tự nhiên chiều ngày hôm nay là ở gần cái khu vực biên giới. Chiều biên giới thì lúc nào cũng buồn đúng không cô bác anh chị? Và đặc biệt là đứng trên một cái đồng hoang vắng như thế này, một cái nơi mà phải nói là ở nơi mà đồng hoang cỏ cháy. Cô bác anh chị thấy cỏ mà nắng mà đến nỗi mà cỏ nó mọc lên không được luôn á, nó những cái cỏ nó mọc lên không được luôn. Và có một điều khá là đặc biệt, đó là Bùi Hồ đã chia sẻ cái đoạn clip cho cô bác quý anh chị biết về một cái giếng nó không bao giờ cạn và chỉ xuất hiện từ tháng giêng cho đến độ tháng 4, tháng 5 hàng năm thôi. Đó là một điều gì đó nó rất là lạ và mọi người gọi là cái giếng này là gọi là cái giếng trời ban. Vì giữa một cái mùa hạn hán không có một hạt mưa, mà trên một cái cánh đồng vắng như thế này không có một cái con sông con suối nào chảy ngang cả. Nhưng ở đây người ta đào xuống khoảng 4 đến 5 mét thì không tới đâu, khoảng hơn 2 mét thôi, thì người ta bắt gặp một cái mạch nước nó cứ trào ra từ ở trong những cái lớp cát sâu ở dưới khoảng 2 mét. Và cô bác anh chị biết là khi mà người ta tìm những cái giếng nước á, người dân mà tìm những cái giếng nước thì người ta phải đào rất là sâu. Và thậm chí là có những nơi họ khoan tìm những cái mạch nước ngầm rất là sâu, họ vẫn chưa thấy được mạch nước. Nhưng mà điều kỳ lạ gì giữa một mùa hạn hán thì ở ngay tại xã Ô Thum này lại có một cái giếng nước không bao giờ cạn. Mà theo chia sẻ, người dân họ thương cái giếng nước này đến nỗi á, là họ khi mà họ xách nước đem về đó, họ không có sử dụng nó để mà giặt giũ hoặc là tắm rửa, mà họ thương cái mạch nước này để sử dụng nó để uống nè, rồi để nấu cơm ăn nè, và để nấu canh luôn á. Và những cô chú mà sống ở trong phum trong sóc này á, cho rằng á là cái giếng nước này rất là ngộ. Khi mà đến độ mà mùa mưa xuống á thì người ta sẽ xả lúa đuôi xuống đúng không, thì cái người ta sẽ lấp luôn cái giếng này lại. Và cái giếng này sau khi đến cái mùa này nè, mùa tháng 3, tháng 4 nè, người ta mới đào lên và cứ có nước liên tục như vậy. Và người ta cũng không có xây tường, xây thành, xây giếng, miệng giếng gì cả. Nhưng mà mỗi hàng năm đến hẹn thì lại đào giếng nước. À, mời cô bác anh chị lại đây. Và cái giếng nước này ha, nếu như mà ước tính cái lượng nước mà từ ở trong cái những cái ở đâu từ đâu nó tuôn ra, nhưng mà mỗi ngày nó có thể cung cấp cho hàng trăm hộ ở đây. Và mỗi một hộ như vậy họ chạy xe đến và chỉ đem hai can nước
rồi xách về, sáng 2 can, chiều 2 can xách về để sinh hoạt, rồi họ dự trữ chứa ở trong những cái lu các bác quý chị. Đó. Ê, lại đây ha. Chiều biên giới cũng cảm thấy khá là buồn thôi các bác quý chị. Ở đây thì cách biên giới Campuchia xa không anh Đồng? Khoảng 30 km thì mình sẽ đặt chân đến Campuchia, cũng rất là gần ha. Ở An Giang thì nó có nhiều cái cửa khẩu để mà đi sang Campuchia, như là cửa khẩu Tịnh Biên, rồi cửa khẩu ở hình như là ở Châu Đốc cũng có một cửa khẩu đúng không anh? Đó, ở Long Bình. Cửa khẩu Long Bình nữa đúng không? Và đây là hai cái can nước, mà một cái can này có đầy nước và một cái can này không có nước. Can này thì 30 lít, hai can này tổng cộng là 60 lít. Với cái miệng giếng nó rất là nhỏ và đào rất là cạn, thì không hiểu vì sao ở đây lại có một cái giếng nước mà gọi là trời ban ngay tại nơi đồng hoang cỏ vắng như thế này. Anh Đồng có thể và cái can này á, là chưa có nước, và anh Đồng mới vừa lấy hết 30 lít, anh một Đồng mới vừa lấy hết 30 lít nước. Cái đường kính của cái miệng giếng thì nó không có lớn lắm nha cô bác quý chị, cũng nhỏ thôi à. Nó khoảng tầm 2 mét thôi. Khoảng tầm đường kính thì nó khoảng tầm 2 mét trở lại. Và cái đường kính đi xuống cái giếng á, còn cái đường kính nhỏ ở dưới kia kìa. Đó, thì nó ít lắm. Và đặc biệt cái giếng này nó ngộ lắm. Và đây là một cái giếng mà phải nói là mọi người muốn lấy nước thì cứ ra đây lấy thôi. Giữa hạn hán rồi hạn mặn, rồi đợt tháng 3 tháng 4 này, ở miền Tây nơi nào cũng là cây cối thì gần như là chết khô, cá thì ở trên ruộng thì xuống không kịp luôn. Nhưng mà tự nhiên ở đây xuất hiện một cái giếng nước như là trời ban vậy đó. Người dân họ thương yêu nhau lắm, họ cứ lấy xong rồi họ để sẵn cái ca ở đây nè, rồi sau đó là họ để cái quặng ở đây luôn, họ làm cái này làm cái quặng nè, rồi họ bỏ vô đây, rồi sau đó là cứ múc nước lên thôi. Đến đâu á thì khoảng 15 phút sau thì nước nó lại lên lại nha. Và mình do là ở đây nó có cát á nên mình sẽ múc nhẹ nhẹ thôi đó. Đây, ở đây thì đa số là người dân tộc Khmer cũng khá là nhiều cô bác anh chị, sống ở trong phum và trong sóc. Cô bác anh chị cũng biết rồi, cũng vài ngày nữa đây thì sẽ tới Tết cổ truyền của người Khmer mang tên là Chon Chanam Thamay, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 âm lịch hàng năm. Và ở Lào thì gọi là Tết, ở Lào gọi là Bun Pi Mai. Cô bác anh chị biết vì sao mà người dân Khmer họ lại chọn cái Tết mà nó giữa vào độ tháng 4 như thế này không? Tại vì khi mà vào giữa độ tháng 4 thì là lúc bắt đầu những hạt mưa rơi xuống, nó gọi rửa đi những cái nóng nực oi bức và tưới mát, nên là nỡ là họ có một cái lễ hội gọi là lễ hội té nước, là họ mong một mùa màng bội thu thuận lợi và con người luôn mát lành. Đó, nó là một cái Tết khá là đặc biệt ha. Múc hoài thì cũng không hết nha cô bác anh chị. Ở ngay tại xã Âu Thum này mà cô bác anh chị có về xã Âu Thum á thì nhớ ghé ăn một cái hai cái món khá là nổi tiếng tại xã này. Đó, một là gà đốt Âu Thum, gà đốt, và ở xã Âu Thum gọi là gà đốt Âu Thum. Món thứ hai đó là bò nấu kiến vàng. Ở hai cái món khá là nổi tiếng, mà cái món bò nấu kiến vàng thì cô bác anh chị không nên ăn nếu như mà có bị phong á, tại vì nó dễ bị diễn. Còn lấy hoài không hết luôn cô bác anh chị ơi. Một cái ca như thế này là 1 lít nha, 1 lít. Và lấy 30 ca như thế này là được 30 lít. Cái này thì chắc để khoảng một ngày thì nước nó sẽ trong lại đúng không anh Màu Đồng? Đúng rồi. Với một cái giếng rất là nhỏ xíu luôn, nhưng mà lấy nước hồi lấy không hết luôn. Thì cô bác anh chị nào biết vì sao cái giếng này nó lại có ngay tại giữa đồng, mà gần không phải là từ một cái mạch nước rất là sâu mà nó cạn khoảng tầm 2 mét thôi. Mình lấy dùm người dân. Cái nào mà khi mà nó thiếu mình lấy thì nó mới quý đúng không anh Màu Đồng? Đúng rồi. Người dân
Khmer nơi đây thì cho là cái giếng nước trời ban thì có được những cái mạch nước như vậy để xài cho cả phun cả sóc. Nhưng mà dục hai cái canh không mà bây giờ khi mà họ ra họ thấy hai canh đầy nước thì họ nói là trời ban nữa rồi. Đúng rồi. Thấy 30 lít luôn nha. Ô. Xây cái miệng lại, xây miệng lại. Xây miệng nào? Xây cái miệng ngược lên lại. À, anh kêu xây cái miệng thùng này nè, đặng em để vô múc thêm. Thôi, múc nhiêu được rồi. Ít vậy. 30 lít rồi, hai mấy lít thôi. Không dặn lại. Cái nắp tôi. Đó. Nổi không? Hai anh em lấy được 60 lít. Nổi không mà thở dữ vậy. Cái người mấy cô chú ở Khmer đây á. Khỏe lắm. Mình thì yếu lắm. Ôi, 30 lít. 2 can là 60 lít nha cô bác anh chị. Hiện nay là các anh em á, là muốn đi phỏng vấn một số người dân ở trong phun sóc này để chia sẻ về cái giếng nước này. Chính xác thật sự là nó có bao nhiêu năm. Anh em chỉ biết là khoảng hơn 10 năm thôi. Và cái giếng nước này chỉ được phát hiện và rộng rãi trên mạng trong thời gian gần đây thôi. Chứ có thì cũng đã rất là lâu rồi. Cái này nhiều người lại lấy không anh? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Dạ. Gần ở đây chị có cái giếng này có nước, mấy chỗ khác không có nước hả? Không có. Không có. Và cứ quanh năm người dân cứ nước chờ cái giếng nước này, mỗi khi mà trời hạn hán bắt đầu, trời bắt đầu nắng gay gắt lên á. À, chiều nay vừa múc vừa mệt mà cái khung cảnh thật luôn. Mình thấy là cô bác anh chị thấy không? Đi mình chắc cũng sợ lắm đúng không? Thiệt luôn á, rất là vắng luôn, rất là thương người luôn. Người Khmer họ sống theo kiểu, cô chú sống theo kiểu tập trung theo phum. Theo sóc có nghĩa là sống theo một cái cộng đồng luôn. Có những nơi mà nhà rất là thưa không sống, nhưng mà sống theo một cộng đồng. Và cô bác anh chị biết là người dân Khmer thì đa số á, là họ rất thích đi chùa. Và chùa Nam Tông Khmer là cứ sáng ở làm gì làm, và chiều là cứ vô chùa đó, ngồi ở trong đó để mà ngắm cảnh ở trong chùa. Và họ có tiền, ví dụ như làm được 10.000 đúng không, thì họ sẽ cúng chùa khoảng 6.000, giữ lại 4.000 đó. Và ngày Tết của người dân Khmer muốn vui á thì cô bác quý vị vô chùa, chứ không phải là vô nhà như ở người Kinh của mình ha. Tết thì ở nhà phải trang trí thật là lộng lẫy đúng không, phải là thật là trang hoàng. À, còn người dân Khmer thì Tết cứ vô chùa. Hả? Nãy giờ kể cái câu chuyện cũng hơi nhiều về nếp sống của người dân Khmer, cũng như là biết về những cái cây thốt nốt này luôn. Và cây thốt nốt này nè, anh Một Đồng anh đang cầm máy vô bùi hồ á, là cô bác của anh chị biết rằng anh Một Đồng đang làm nghề gọi là leo thốt nốt bán, nấu đường, vợ thì nấu đường bán. Và cái cây thốt nốt nào là lấy trái á thì con không lấy nước nha, lấy nước là từ cái bông thốt nốt thôi. Cái cây nào cho nước thốt nốt thì không cho trái, và cây nào cho trái thì không có nước. Và trái riêng, nước riêng, chứ không phải giống như trái dừa mình nha. Trái dừa mình thì vừa có nước, vừa có ở trong trái á, vừa có nước và vừa có cái luôn đúng không? Còn cây thốt nốt, cây nào mà lấy cái trái á thì cây đó không có nước. Và lấy nước thì cũng rất là cực. Mình phải gọc, anh Hoạt Động chiều là phải đi gọc cái mật đó để lấy cái mật, và sau đó là hứng lấy cái nước từ cái bông nó chảy ra trong một đêm. Sáng ngày hôm sau là lại lấy bán liền, nếu như mà không kịp á thì sẽ bị chua. Và như thế vì sợ cái nước thốt nốt nó bị chua nên nấu lại thành đường thốt nốt. Và đường thốt nốt là một loại đường rất là thơm, và đây nếu như mà dùng đất Chi Tôn hoặc tỉnh Biên á thì cô bác anh chị về để mua đường thốt nốt ướp thịt đồ ăn cũng khá là ngon và bảo quản rất là lâu luôn. Ở chia sẻ cô bác anh chị Bùi Hồ, nói về cái vùng đất An Giang á thì Bùi Hồ giống như là ở gành, cũng giống như là ở vùng đất Đồng Tháp vậy á. Nên là nữ là cũng vừa hồ ở với anh Đồng qua lại cũng khá là nhiều, nên là nữ hiểu cái nếp sống của người dân Khmer cũng như là phong tục tập quán của người dân ở đây họ sống. Và những cây thốt nốt này nè là của người Khmer nha cô bác anh chị. Và những người Kinh mình á phải thuê lại, như anh Đồng là phải thuê lại một cây một năm, vậy là khoảng bao nhiêu tiền á, rồi sau đó là hai trái rồi bán, giống như là người ta cho mình thuê nguyên cái cây năm đó, mà cây nó ra trái nhiều hay ít đó
là mình lời hay lỗ và sức công để làm lời. Và anh Đồng hiện nay làm cái công việc đó. Không tin thì anh Đồng có thể leo được cây đó khoảng chừng 2 phút rồi tới đọt rồi, đúng không anh Đồng? Đúng rồi. Rồi, đợi tí xíu nữa nhiều chuyện tiếp. Cái giếng cung cấp nước ngọt rất là lạ. Và thì ở một số tỉnh của miền Tây vào mùa hạn mặn như thế này thì nước ngọt rất là khan hiếm. Bye bye. Dạ bye bye.